hội đông quá là nè. Đúng là chủ nhật. Có được không? Đây. Ngon này chứ. Không biết gì ráo hết. Tài ơi. Đây nè. Nghe đây. Nghe đây chứ qua kia nào có đồ tập ở đâu. Đồ tập phải dùng cái này nè. Nghe đây luôn nè, nghe trái nè. Đi lên cầu thang quẹo trái. Đi lên cầu thang quẹo trái đi. Cái học có đồ tập đó ơi. Nó học làm á. Cái gì? Nó học làm gì? Sao mưa vậy ta? Cái gì mà mưa? Mưa gì đâu? Tao. Tao. Còn rồi ăn về tư sách lên rồi. Em bé ăn tin hả? Ừ. Tao. Tin tin. Em tin cả. Em cả. Trời ơi. Ui, ui cái này tạp á. Tên em cả. Bye. Ăn tạm. Lên. Tấn công. Gì? Mưa là mơ. Nhiều có mấy hộp à. Lên đi. Mưa gì mà mưa. Hồ bơi hả? Hồ bơi. Đang lọc hồ bơi đó. Ừ, câu cá hồ bơi kìa. Ừ. Nay chủ nhật cũng lọc luôn. Ủa đâu ạ? À? Bên đây có đồ chơi mà. Rồi người ta về hết này. Thì bơ anh. Mấy bữa nó xong vậy? Chạy. Mấy bữa nó xong? Mấy bữa nó lọc xong? Mấy bữa nó lọc xong? Ồ, không nghe. Gì anh? Mấy bữa nó lọc xong. Nói chung là ổn hả? À. Giờ chỉ còn cá thôi. À, lọc cá cái nó. Đợi bờ lâu quá. Cá thì không có tránh nổi.
nổi rồi, tại bên à, kia nó còn là đúng rồi, bên kia bay dữ lắm anh ơi. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Danger và CTN Đen. Bye bye nha.